Thế em hỏi thật sếp nhá, đàn ông thì thích phụ nữ khít, vậy thì phụ nữ thích đàn ông như nào? Dài và lâu. Dài và lâu. À. Dài và lâu. Thế dài quá có sợ thốn không? Em cứ lo bỏ trắng răng. Làm sao mà cứ dài quá được. Bây giờ trung bình kích thước của đàn ông Việt Nam chỉ khoảng 11-12 xăng thôi. Anh nào dài lắm được 15-16 xăng. Thì nó sẽ có một số trường hợp, nó rất là ít những anh mà từ 18 xăng trở lên. Làm gì có chuyện mà dài lắm nó thốn. Thoải mái đi, bởi vì của chị em từ 8-15 xăng đúng không? Cái hố đen của chị em 8-15 xăng, nhưng anh em cứ dài thoải mái đi, bởi vì chị em mới chịu được.